Xin chào chị và các bạn. Rất nhiều anh em đặt câu hỏi là khi mới chập chững bước vào nghề chăn nuôi cấy hương và đang ở giai đoạn tìm hiểu, thì làm thế nào để biết được là cái nghề nuôi cấy hương này nó có giúp cho chúng ta trở nên giàu có và thịnh vượng hay không? Thì video hôm nay sẽ tập trung giải đáp cho anh chị em cái câu hỏi này, nhất là những anh chị em là những cái người mới khi mà chúng ta muốn tìm hiểu nuôi con cấy hương này mà chúng ta không biết là cái việc là nuôi cấy hương này nó sẽ có giúp cho chúng ta phát triển được kinh tế hay không, và nó có bị bão hòa về cái việc bán giống hay không và bán thương phẩm hay không. Thì xin trả lời anh chị em cái câu hỏi này như sau. Thì để nuôi được cái mô hình nuôi cấy hương này thì cái đầu tiên là chúng ta phải bắt đầu từ cái mục tiêu. Cái mục tiêu là chúng ta có thực sự chúng ta yêu thích cái nghề chăn nuôi này hay không. Khi mà làm thế nào để tìm hiểu được cái biết được cái việc chúng ta có thực sự yêu thích hay không, thì chúng ta hãy để ý cái việc là chúng ta có yêu thích động vật hay không, chúng ta có thích cái nghề chăn nuôi thông thường hay không, hay là chúng ta khi mà chúng ta va chạm với những cái con vật không tính là con cấy hương, kể cả những con vật khác, thì chúng ta có cảm thấy là đam mê hay không, và chúng ta có sẵn sàng là chúng ta thi đấu hết mình với cái công việc này hay không. Thì khi mà chúng ta test vào cái việc mà chúng ta có thực sự chúng ta đam mê hay không, thì chúng ta sẽ có những cái hành động đi kèm. Nuôi bất kỳ cái nghề nào cũng vậy, không phải là cái nghề cấy hương, thì cũng đòi hỏi là chúng ta cần có những cái đam mê, cái đam mê, cái khát vọng thì chúng ta mới làm được. Tất nhiên là không có một cái nghề gì nó là dễ dàng ở cái bước đầu tiên. Mọi cái bước đầu tiên nó sẽ rất là khó khăn và gian nan. Vậy nên là chúng ta phải vượt qua được những cái rào cản đó thì chúng ta mới có thể là thành công được. Trong quá trình nuôi thì chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề, ví dụ như là mua phải cái cấy hương là giá nó rất là cao. Cái chi phí, tất nhiên là cái con cấy hương này giá trị nó cao, thì chúng ta sẽ ngại cái vấn đề là bỏ chi phí ra mua giống cao, xây dựng chuồng trại cũng tốn kém, và mọi thứ nó đều bỏ rất rất là nhiều tiền. Thì đấy là cũng là cái rào cản. Cái rào cản thứ hai là rào cản từ gia đình. Có nhiều anh chị em cũng tâm sự là khi mà muốn đầu tư cái con cấy hương này thì bàn với gia đình thì gia đình luôn là ngăn cản và không muốn cho nuôi, thì đó là cái rào cản của chúng ta. Nhưng mà khi thực sự mà chúng ta muốn, và chúng ta biết là chúng ta thực sự chúng ta biết chúng ta thích cái điều gì, và chúng ta thực sự chúng ta muốn gì, và tại sao chúng ta lại làm cái công việc mà chúng ta đang chuẩn bị chúng ta hướng đến, thì chúng ta sẽ có những cái hành động mạnh mẽ để chúng ta có thể là tiếp tục cái con đường chúng ta đi. Không có một cái công thức nào thành công ở trên cuộc đời này cả, chỉ có một cách là khi mà chúng ta làm và chúng ta tìm hiểu và chúng ta làm với một cái tinh thần say mê, nhiệt tình và không ngại khó ngại khổ thì chúng ta mới có phát triển được. Thì đầu tiên là sẽ giải thích cho anh em là cái việc là về cái phần mục tiêu là chúng ta phải biết là chúng ta muốn gì và chúng ta đam mê gì, thì tránh cái trường hợp là khi mà chúng ta đã bắt đầu và chúng ta nuôi rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nó không phù hợp với chúng ta, thì chúng ta sẽ nhanh chán nản. Thì đấy là cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải chú ý. Cái việc thứ hai là khi mà chúng ta nuôi thì cái việc mà chúng ta cần phải tính đến đó là cái kỹ thuật, chúng ta có giỏi không. Mọi thứ để kiếm được cái đồng tiền mà để mà mang được cái thu nhập cao thì nó đòi hỏi từ cái việc là kỹ thuật chúng ta phải nắm rõ, sau đó đến cái việc thứ hai là sinh sản ra được cái nhiều cái con giống, và cái thứ ba là chúng ta phải biết marketing, và cái thứ tư là chúng ta phải biết bán hàng. Thì đấy là những cái bước để chúng ta có thể trở lên là cuộc sống giàu có và thịnh vượng. Thì anh chị em hãy kiểm tra lại xem trong những cái bước đó thì chúng ta đã có những bước nào và chúng ta giỏi những bước nào. Ví dụ như khi mà chúng ta bước vào chăn nuôi thì cái việc mà chúng ta chăm sóc con này chúng ta đã giỏi chưa? Khi mà chúng ta giỏi rồi thì sinh sản ra được nhiều rồi thì chúng ta phải để ý đến cái phần con số, đó là cái số lượng chúng ta sinh sản được bao nhiêu trên một năm. Nếu như mà muốn giàu có thì nó sẽ phải quay lại cái việc là chúng ta mong muốn bao nhiêu tiền. Ví dụ như chúng ta mong muốn kiếm 100 triệu thì chúng ta đầu tư số tiền tương ứng với lại số tiền đầu tư để mang lại cho chúng ta 100 triệu. Nếu như chúng ta muốn kiếm 1 tỷ thì số tiền chúng ta đầu tư phải lớn hơn, và tương tự như vậy, nếu như muốn kiếm nhiều hơn nữa thì đương nhiên cái số lượng tiền đầu tư chúng ta phải lớn. Thì khi mà chúng ta biết được cái việc đó thì chúng ta sẽ biết là năm nay chúng ta đẻ được ra bao nhiêu con, thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Cái thứ hai là khi mà chúng ta đẻ được ra cái con giống rồi thì cái việc thứ hai là chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta đã biết marketing chưa, quảng bá sản phẩm của mình chưa. Cái marketing nó rất đơn giản, hiểu nôm na nó là mang cái sản phẩm của chúng ta đến cho khách hàng người ta biết tới, và giải quyết cho họ những cái vấn đề, ví dụ như là mang đến cho họ, đến cho những người người ta muốn đầu tư chăn nuôi, người ta muốn có con giống,
thì chúng ta sẽ cho những cái người bán giống, người ta biết là chúng ta có sản phẩm. Hoặc là khi mà chúng ta nuôi thương phẩm thì chúng ta có con giống bán thịt, bán thương phẩm, thì chúng ta sẽ cho người ta biết được rằng là chúng ta có con giống để chúng ta bán được. Thì cái việc đấy là chúng ta cần phải biết làm marketing, đó là cái việc số 2. Cái việc số 3 là chúng ta phải biết cách bán hàng. Biết marketing rồi nhưng phải biết bán hàng. Thì cái bước đó chúng ta đã biết chưa? Khi chúng ta làm tốt ở ba bước trên, bước thứ nhất là biết nuôi, bước thứ hai là biết marketing, và bước bước thứ ba là biết bán hàng, thì chúng ta phải biết đo lường là cái thị trường nuôi con gà hương này nó còn rộng lớn hay không, và nó có giúp cho chúng ta là có thể là phát triển được hay không, để có được cái cuộc sống giàu có và thịnh vượng hay không. Thì chúng ta chỉ cần test nó đơn giản thôi. Trước khi mà anh em muốn nuôi thì chúng ta chưa cần nuôi vội, mà chúng ta hãy thử thử tập. Ví dụ như là chúng ta mua lại những cái con hàng thương phẩm của những anh em đã nuôi, đã có trang trại, và chúng ta bán thử. Thì chúng ta bán một thời gian xem là cái thị trường cái con cái hương này ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam và các miền khác, thì xem nó có thực sự nó đã có tiềm năng hay không, xem cái sức tiêu thụ nó có đúng như cái dự tính ở trong đầu hay không. Thì đấy là cái bước test đầu tiên. Cái bước test thứ hai là chúng ta có thể là mua con giống và chúng ta thương mại lại cái con giống của những cái trang trại đã sinh sản ra, xem thực sự là nó có bán được theo cái giá mình mong muốn hay không, và có đạt cái số lượng mình đang mong muốn mình đạt được hay không. Thì đấy cũng là cái bước test để cho chúng ta có thể khi mà chúng ta bước vào cái công việc là chăn nuôi gà hương này, thì chúng ta có thể test được bằng cách là chúng ta bán thử. Khi mà chúng ta bán được với cái số lượng nhiều thì chúng ta sẽ tự biết cách đo lường là xem cái thị trường con cái hương này nó có rộng lớn không. Cái thị trường cái hương này thì bản chất nó vẫn là thị trường ngách. Khi mà chúng ta làm lớn thì chúng ta làm nhanh, làm lớn thì chúng ta sẽ có thể đạt một cái kết quả nào đó, nhưng mà thực tế chúng ta vẫn phải dựa trên cái con số chúng ta thực tế chúng ta đo lường hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, xem là chúng ta làm cái công việc này nó có phù hợp với anh em hay không. Chứ tôi cũng không đưa cho anh em cái lời khuyên là nuôi con này nó sẽ phát triển và giàu có. Để mà phát triển được thì chúng ta cần phải đạt được những cái bước ở trên tôi nói, thì anh chị em cũng cần phải có thêm những cái kiến thức để chúng ta mà khi mà chúng ta đã bước vào nuôi thì chúng ta cần phải có kiến thức chăn nuôi, phải biết nuôi, nuôi giỏi con này và đầu tư một cái số lượng nhất định để chúng ta có thể sinh sản ra được những cái con hàng giống hoặc là hàng thương phẩm để cho chúng ta có cái sản phẩm để chúng ta bán hàng, và chúng ta phải tiếp tục là làm marketing và tiếp tục biết cách bán hàng. Đấy là cái ba cái bước quan trọng thì chúng ta nên kiểm tra lại những bước đó. Và tiếp theo nữa là nếu như chúng ta không muốn triển khai ba cái bước đó thì chúng ta chỉ cần triển khai cái bước là chúng ta chỉ cần biết bán hàng và biết marketing, thì chúng ta hãy nhập lại những cái con cái hương thương phẩm của những trang trại khác về chúng ta thử bán xem nó trong cái vấn đề chúng ta bán như vậy, vấn đề chúng ta nhập về và chúng ta marketing vậy thì chúng ta có bán được hay không, và thị trường này nó có đủ lớn để chúng ta để có thể là bao cho chúng ta để có một cái cuộc sống thịnh vượng hay không. Thì cái đấy là anh em phải test thử để cho chúng ta có được một cái lộ trình cũng một cái kế hoạch rõ ràng để khi mà chúng ta đầu tư lớn và chúng ta không bị lo là cái đầu ra. Trước khi mà chúng ta muốn bán được hàng thì chúng ta phải có khách hàng trước. Cái khách hàng là quan trọng nhất. Khi mà chúng ta có khách hàng rồi thì chúng ta bán được rất nhiều thứ cho khách hàng. Vậy nên là anh chị em khi bước đầu vào nghề nuôi cái hương thì chúng ta nên tìm kiếm khách hàng trước, và chúng ta cũng bán được có tiền, thì sau đó có tiền thì chúng ta lúc đó là chúng ta hãy đầu tư cái những cái việc bước đằng sau, thì nó sẽ hạn chế được cái rủi ro cho anh chị em khi mà chúng ta nhập chứng, chúng ta mới vào nghề mà chúng ta không biết gì về cái thị trường này. Thì còn để mà phát triển được thực sự mà giàu có từ cái nghề cái hương này thì chúng ta cũng phải biết là chúng ta đầu tư bao nhiêu cặp, đẻ ra được bao nhiêu con trên một năm, và chúng ta bán được bao nhiêu con trên một năm, và lợi nhuận là bao nhiêu, và những cái chỉ số đó là rất quan trọng để cho chúng ta biết được là chúng ta có lãi được bao nhiêu. Thì cái đấy là ở video này sẽ chia sẻ với anh chị em là những cái mà anh chị em cần nắm được khi mà chúng ta mới bước vào cái ý định chúng ta muốn nuôi cái hương này, thì chúng ta hãy để ý đến những yếu tố đó để cho chúng ta không bị cái vấn đề là khi mà chúng ta đã vào nuôi rồi mà chúng ta gặp những cái vấn đề mà chúng ta không mong muốn. Video của tôi đến đây kết thúc. Chúc anh chị em chăn nuôi thành công. Tôi còn nợ nhiều lắm, nợ cha mẹ mình cả một đời hy sinh, nợ người đến trước một nỗi đau, nợ người đến sau một niềm hạnh phúc, và nợ chính bản thân mình một chốn bình yên.